Con người chúng ta sống, chúng ta vẫn cần vật chất, nhưng không thể thiếu mặt tinh thần. Bởi vì con người chúng ta khổ là khổ cái tâm. Khổ cái thân này không sao. Quý vị khổ thân chưa? Khổ rồi, mấy chục năm làm cực nhọc khổ rồi. Nhưng mà nhiều lúc đó mình khổ thân vậy mà không thấy khổ. Khổ tâm khổ cùng cực. Thậm chí đi làm 8 tiếng đồng hồ không khổ không cực. Người ta nói sóc con câu khổ mấy năm trời. Một câu nói người ta mà khổ cả đời. Làm 8 tiếng không mệt. Như vậy thì khổ cái tâm lớn lắm. Nhưng mà nếu mà người đó mà có nghe pháp á, quán liền. Người còn không thật huống chi lời nói. Đã biết là vô thường sao lại còn phiền não. Có nhiều khi á, cái người đó sờ sờ mà mình đã mất họ rồi đó. Họ mình mất họ qua một câu nói, mình mất họ qua một hành động. Đâu phải chết mới mất. Sống sờ sờ mà không hiểu nhau, không cảm thông cho nhau, do giận tức, do buồn phiền, do đủ thứ, chúng ta làm một việc, nói một lời, mình đã mất họ muôn cái là hết một đời này rồi. Mình không có mất họ bằng cái hình tướng, nhưng mà mình đã mất trái tim của họ rồi. Sống chung nhà nhưng họ không còn tình cảm gì với mình nữa. Ai chưa đi chùa, tập đi chùa mỗi tháng ít nhất một lần. Ai chưa ăn chay, phát tâm mỗi tháng ít nhất một ngày ăn chay. Pháp Hòa ăn tháng có 2 ngày à? Cứ ngày chẳng ngày lẻ vậy đó. Người nào chưa tụng đi chùa tụng kinh, sắp xếp đi. Mọi việc là do mình xếp. Mình sắp, mình xếp là nó vô hết. Còn mình không có sắp, mình ở nhà cứ xếp không à. Xếp cho nó vô sắp sắp, để cất tủ sắt. Cũng sắp xếp, mà sắp cái đó càng sắp càng lo. Phải sắp xếp làm sao để mỗi ngày mình có một chút tâm linh. Con người chúng ta sống, chúng ta vẫn cần vật chất, nhưng không thể thiếu mặt tinh thần. Bởi vì con người chúng ta khổ là khổ cái tâm. Khổ cái thân này không sao. Quý vị khổ thân chưa? Khổ rồi, mấy chục năm làm cực nhọc khổ rồi. Nhưng mà nhiều lúc đó mình khổ thân vậy mà không thấy khổ. Khổ tâm khổ cùng cực. Thậm chí đi làm 8 tiếng đồng hồ không khổ không cực. Người ta nói sóc con câu khổ mấy năm trời. Một câu nói người ta mà khổ cả đời. Làm 8 tiếng không mệt. Như vậy thì khổ cái tâm lớn lắm. Nhưng mà nếu mà người đó mà có nghe pháp á, quán liền. Người còn không thật huống chi lời nói. Đã biết là vô thường sao lại còn phiền não.